Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, thưa toàn thể hội diễn. Alibank chi nhánh Hải Dương 2 được thành lập từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 với địa bàn hoạt động gồm 4 huyện thị xã nằm ở phía đông bắc của tỉnh Hải Dương. Sau 1 năm thành lập, các hoạt động của Alibank chi nhánh Hải Dương 2 đã ổn định và đang từng bước phát triển. Hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các hoạt động phong trào văn hóa thể thao được duy trì. Công tác an sinh xã hội chăm lo đến cộng đồng được quan tâm. Năm 2018 và các năm tiếp theo, Alibank chi nhánh Hải Dương 2 quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển vững chắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời khẳng định vai trò vị thế của ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn. Về với buổi diễn hôm nay, đội văn nghệ Alibank chi nhánh Hải Dương 2 tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề Đất nước 4.000 năm rực rỡ gấm hoa gồm 5 tác phẩm. 4.000 năm rực rỡ gấm hoa sáng tác Lê Quang. Tổ quốc gọi tên mình nhạc Đinh Trung Cẩn thơ Phan Quế Mai. Múa Trăng Non biên đạo Tuấn Mùi. Đồng đội sáng tác Hoàng Hiệp. Việt Nam ơi chân trời rộng mở sáng tác Đức Chính. Giàn dựng chương trình đạo diễn Phạm Nam Trung. Biên đạo Tuấn Mùi. Âm nhạc Trung Hiếu. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Nổi trống lên ngàn năm đánh trận, lũ giặc kia đã cướp nước ta, chúng vơ vét sơn hà cướp bóc, chúng tàn phá tự do nước nhà. Hỡi bác quân, bác tướng quân, cùng nhau sống chung. Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phần tại hiến thư. Như hà nghịch lỗ lai sốc phàm, như đảng hành khan thủ bại hư. Đất Việt 4.000 năm rực rỡ gấm hoa, mãi mãi trường tồn. Mặt trời sẽ